Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giữ xu thế tăng trong lúc nhà đầu tư chờ thêm số liệu kinh tế của Mỹ để định hướng kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Ở trong nước, giá vàng miếng đảo chiều giảm nhẹ sau khi có hai phiên tăng liên tiếp và tiếp tục chênh gần 14 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 54 triệu 050 nghìn đồng một lượng và 54 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 370 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji là 800 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 340 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 900 nghìn đồng một lượng đến 54 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22 triệu 900 nghìn đồng một lượng đến 54 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed ông Powell nói rằng lạm phát ở Mỹ đã bắt đầu giảm, nhận định củng cố hy vọng của các nhà đầu tư rằng Fed có thể sắp dừng tăng lãi suất, thậm chí là có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên,
Báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự báo mà Bộ Lao động của Mỹ công bố phiên ngày hôm thứ Sáu tuần trước đã khiến cho kỳ vọng trên suy giảm, gây áp lực mất giá, khiến cho vàng đã giảm mạnh. Sang tuần này, giá vàng đã chuyển sang xu thế phục hồi chậm. Phát biểu vào phiên ngày hôm thứ Ba tuần này, Chủ tịch Fed ông Powell đã nhắc lại quan điểm cho rằng lạm phát bắt đầu giảm, nhưng cảnh báo rằng lãi suất sẽ còn tăng và chống lại lạm phát có thể sẽ là một chặng đường dài hơn. Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý tại Fuduri, ông David Meager nói hãng tin Reuters rằng mấu chốt ở đây là sự dịch chuyển tâm lý sau bản báo cáo việc làm. Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến giá vàng giằng co. Giá vàng sẽ được hỗ trợ mạnh ở vùng 1850 cho đến 1870 đô la Mỹ một ounce. Chúng tôi cho rằng trước mắt, mỗi lần giảm giá sẽ là một lần cơ hội mua vào. Giới chức Fed ngày hôm thứ Tư tiếp tục có những phát biểu trái chiều, khiến cho giới đầu tư đang băn khoăn. Thống đốc Christopher Wallace nói, việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% có thể sẽ là một cuộc chiến kéo dài, trong khi tăng trưởng việc làm khả quan của tháng 1 đặt ra hy vọng nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm. Thị trường lãi suất tương lai của Mỹ đang phản ánh khả năng lãi suất của Fed đạt đỉnh ở mức 5,132% vào tháng 7 năm nay, cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với dự báo của tuần trước. Thị trường cũng dự báo đến tháng 12, lãi suất của Fed giảm còn 4,813%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cách đây một tuần. Mức lãi suất kỳ vọng tăng lên gây sức ép giảm giá đối với vàng, vì vàng là một tài sản không mang lãi suất. Sau báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ, thị trường đang chờ đợi các số liệu lạm phát tháng 1 của nước này dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Dữ liệu lạm phát sẽ góp phần quan trọng vào việc định hình quyết định lãi suất và các tín hiệu chính sách tiền tệ mà Fed có thể sẽ đưa ra trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 3. Một yếu tố có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng là lực mua vàng của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng đô la Mỹ suy yếu trong phiên ngày hôm thứ Năm, với chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lùi về mức 102,8 điểm, từ mức 103,5 điểm của phiên trước đó, đã hỗ trợ cho giá vàng khởi sắc. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.